ngoài giờ không có làm nữa. Đó là cái đó là người ta nói như vậy thôi, chứ còn người ta không có nói là làm lấy tiền. Nhưng mà mình đó thì trong tâm mình là mình nghĩ như vậy thôi. Mình trong tâm mình mới nghĩ là mẹ của bé Hạnh mà chị ông bác sĩ Tứng mà cái đồ của ổng đó là ngoài giờ đó là 7 giờ ổng đi lại là ổng huấn luyện đó là tới chừng khoảng chừng 15-20 phút à. Là phải trả cho ổng, phải bồi dưỡng cho ổng 500 ngàn. Mà bị gì của bé Hạnh này á, bây giờ bảy cái số điện ở dưới Cầu Trắng nè mà cỡ một tiếng ngoài hồ gì đó, cái có người kia Út Cộn ở đằng này nè mới nói là chờ phải em biết chị có đó, cháu nội gì em dẫn cũng như đi xuống dưới gặp con Võ Hoàng Yên vậy đó. Nhưng mà bảy mới nói bảy thôi đi, nhưng mà có một cái là bảy đâu có lu bu lắm, bảy không có đi, nhưng mà trong lòng của bảy là thôi rồi, bảy không có hy vọng là ổng trị rồi, thành ra bảy cũng lúc đó là bảy hết hâm mộ rồi đó. Rồi thôi, rồi một lần ổng về bên Gạch Gòi nè. Ổng về bên Gạch Gòi đó là cũng có người đi lại kêu bảy nữa, kêu giờ ông Võ Hoàng Yên ổng về đó tới 4-5 ngày lận. Thôi bây giờ bà chở nó đi qua anh bển đi, bảy mới là lúc đó là nếu mà bảy chưa đi lên trên chảnh mà gặp trực tiếp ổng lần đầu trên đó đó thì mình còn hy vọng thôi, là bảy đi rồi, bảy là coi như là bảy phóng mới đi ngày đầu tiên rồi. Rồi cái bảy mới nói thôi đi lu bu quá à, bảy không có đi đâu, cái nói là nếu mà lu bu á ban ngày thì chắc chiều tối gì đó bảy đi cũng được nữa, ổng chị thí dụ như ngoài giờ nữa ổng cũng như là ban ngày thì ổng chị, mà ban đêm cũng chị nữa, mình đi rồi mình đi về 1-2 giờ cũng được. Là chị ban đêm cũng người ta cũng chị nữa. Nếu mà chị con đêm thì con có nghĩ là chị có tốn tiền không? Tại vì là ngoài giờ người ta mời, trời ơi, nghe mà nói ông có sĩ Tứng mà ông bấm nguyệt ở dưới này là không phải là ông Võ Hoàng Yên mà ông đi bấm vậy là một người mà còn một buổi tối mà một người vậy mà 500 ngàn, thì nếu mà gặp ông Võ Hoàng Yên thì một người chắc con đêm 5 triệu ở 500 ngàn. Dạ, cái đó thì cái giống như là có người giới thiệu cho mình là biết ông Võ Hoàng Yên là có chị bệnh ngoài giờ và buổi tối đó hay gì? Nó là cái đó là vậy, là có người thông tin cho mình biết, có người thông tin nhưng mà bảy không có đi. Bảy nói thôi đi, cũng như thôi đi, là lúc đó là bảy đi trị cho nó rồi là ở trên chảnh là bảy về là bảy thấy là cũng mấy tháng sau đó, cũng cả mấy tháng sau lận là mấy 5-7 tháng sau gì á là ổng mới đi về ở Gạch Gòi, nghe nói là về ở Gạch Gòi đó đó. Rồi kêu bảy rồi bảy thôi đi. Như vậy là theo như nãy giờ con nghe bảy chia sẻ là con cũng đúc kết lại là như cái lần đầu á, là thông tin là Võ Hoàng Yên về chùa gì đó, bảy chùa Vĩnh Hiệp, chùa Vĩnh Hiệp là bảy đi lên, nhưng bảy mà, đi xuống đó rồi, nhưng mà thực chất là không chỉ có là cái đầu của ổng mà chỉ là đệ tử ổng về thôi, đệ tử ổng về thôi. Rồi cái lần thứ hai là bảy đi lên tới tận nhà thì luôn, gặp ổng luôn, lúc mà bảy chứng kiến trị luôn á thì không có trị được, không vậy không hy vọng. Mà tới cái lần thứ ba ở Đạch Gòi á thì chính xác là ông Võ Hoàng Yên về, nhưng mà lại là một cái chiêu trò là để là tối là có trị riêng nữa. Là nói là kêu là chị cũng như là nói bằng ngày người ta chị, nhưng mà ví dụ như mình bắt số mà không kịp á là giấc tối ổng cũng làm ngoài giờ nữa. Như vậy là cũng giống như cái đợt đầu anh Tuấn, giống như là đợt đầu thì cũng là cái hội của Võ Hoàng Yên xuống mà giống như là cái giống như là chị không hết thì tối thì lại là trị nữa, mà nhưng mà tính tiền. Rồi bây giờ cũng có người thông tin là cái lần thứ ba thì do chính thân ổng xuống luôn thì nó sáng chị không hết nữa, nhưng mà tối lại là có tiền nữa nên cứ lấy tiền nữa. Nó là không có, là không có nói là lấy tiền, nhưng mà là nói là có chị ngoài giờ có tiền cũng ngoài có giờ nữa. Do không có, người ta không có nói là lấy tiền nha. Nhưng mà ổng làm là nhiều khi tới ngoài giờ ổng không có làm nữa. Đó là cái đó là người ta nói như vậy thôi, chứ còn người ta không có nói là làm lấy tiền. Nhưng mà mình đó thì trong tâm mình là mình nghĩ như vậy thôi. Mình trong tâm mình mới nghĩ là mẹ của bé Hạnh mà chị ông bác sĩ Tứng mà cái đồ của ổng đó là ngoài giờ đó là 7 giờ ổng đi lại là ổng huấn luyện đó là tới chừng khoảng chừng 15-20 phút à. Là phải trả cho ổng, phải bồi dưỡng cho ổng 500 ngàn. Mà bị gì của bé Hạnh này á, bây giờ bảy cái số điện thoại, cái số điện thoại của bảy nó mất rồi, chứ không thôi cái điện thoại của bảy nó trộm nó vô cướp, nó giật cái thằng giật dọc nó giật rồi, chứ không thôi là nếu mà không có giật cái điện thoại đó đó là cái số điện thoại của mẹ bé Hạnh nó là bảy còn luôn. Ngặt cái nó mất tiêu rồi, bị giật mất tiêu rồi. Rồi thành ra là mất cái số điện thoại đó đâu có liên lạc được, chứ còn nếu mà bé Hạnh mà còn cái số điện thoại của mẹ bé Hạnh đó là bảy điện thoại rồi, coi nó ở chỗ nào rồi cho tụi con đi tới đó luôn. Thì chính xác là chị ngoài giờ là bấm nguyệt khoảng 15 phút là 500 ngàn. Là 15-20 phút đó. Đó là những người trong cái nhóm, trong cái đoàn của ông Võ Hoàng Yên. Đó là nói là, nhưng mà mình cũng không biết là có phải là cái đoàn của ổng
hay là cái chỗ khác mà người ta mượn cớ là, nhưng mà là nếu mà không phải của đồ của ảnh là không dám gì đâu mẹ ơi, không dám đâu, dám tuyên bố gì đâu. Dạ rồi đó là cái đó là mình chị mẹ bé Hạnh chỉ nói là với bảy là như vậy thôi, chứ còn cái thực tế mà mình chứng kiến mà để mà bấm mà đưa tiền 500.000 thì cái đó mình cũng không thấy, mà nghe mẹ bé Hạnh kể lại cho bảy là như vậy đó. Dạ. Rồi mới kêu bảy là thôi bảy ở dưới này đi, rồi cũng như là ăn tối thằng ổng đi lại ông bấm Nguyệt ở dưới này với con, rồi tối ổng lại đâu mà ổng làm cho bé Hạnh, rồi ổng làm cho ông Bon luôn. Yeah. Rồi bảy mới nói thôi bảy về chở anh với bảy không ở dưới này. Yeah. Nó là tự, tại vì mình tự dưới về đây thì nó có 90 cây số à. Yeah. Thì đi được, còn nếu mà từ đây mà tự ngã bảy mình về tới Bình Thủy thì nó hơi xa, rồi thêm cái nữa là nhỏ kia nó không có phải nhường Bon mà ẩm được vậy, nó dịu quặt là nó không có cần cổ, nó không có gì chứ nó ngồi đâu nó sụm đó, nó ngồi đâu nó sụm đó mà. Dạ. Nó không biết gì chân luôn, nói chung nó không biết thằng Bon thì nó còn biết, còn cái nhỏ kia nó không biết gì chân á, nó không biết mẹ ba, không biết ai chân trời luôn. Dạ. Nó vậy đó. Nhưng mà cái đợt mà lần thứ hai mà bảy lên tới tận nhà là trị giống như là ông Võ Quận Yên trị cho sư phụ của ổng, sư phụ của ổng đúng. Dạ, rồi trị cho sư phụ là... mình mới đi chung với sư phụ của ổng. Dạ, đúng rồi. Nhưng là bảy thấy thầy đó hết không? Người thấy chắc mình cũng không, mà người bảy cũng không có liên hệ luôn, người cái. Dạ. Nói nào ngay. Nếu mà hết á thì chắc có lẽ là ông Thích Minh Giác này ổng có đeo theo, nhưng mà chắc là không có đeo. Yeah. Bởi vì nó mới hẹn là cũng như 10 ngày sau nhờ kêu ông Thích Minh Giác á là đi lên trên Bình Thuận, lên trên chùa ở trên Bình Thuận đó. Yeah. Rồi cũng lúc đầu tiên thì cũng liên hệ với bảy, tính liên hệ là bảy đi lên chảnh rồi, nhưng mà đi với ông Thích Minh Giác đó. Nhưng mà có một cái phải suy nghĩ gì nè, đi thì nếu mà từ ở đây lên tới Sài Gòn mà đi viện cái mình thấy là với tiền xài lặt vặt này kia cái nọ trong quá một ngày trời thôi là nó đã 3.500.000 rồi. Dạ. Mà nếu mà đi lên tới Bình Thuận mà ăn uống ở 2-3 ngày rồi thêm cái nữa xe cộ này kia nọ thì nói chung là 10 triệu là nó đứt cái chơi đứt luôn đó. Dạ. Là 10 triệu là không đủ nữa đó. Dạ. Rồi chưa tính tới mà nhiều khi đồng tiền nhiều khi mình còn lo lót rồi này kia để mà gặp thầy hay là hoặc là nói chuyện rồi này kia, mình chưa tính tới cái đó. Dạ. Rồi cái bây giờ phải mới suy nghĩ thôi. Nếu mà thôi đi thấy nó phải chi mình nó bớt á. Dạ. Thì mình cũng bường tới đi, còn cái này nó không bớt thôi rồi bảy dừng ở đó luôn, bảy không có tiền nghĩ tới là để tốn tiền nữa, là coi như đồng tiền bảy tiêu hao thì nó bao nhiêu là coi như là bảy thôi rồi, là bảy dừng. Dạ. Bớt đó. Như là mấy cái lần mình đi trị bệnh như vậy đó bảy, với lại là hôm nay là bảy nghe cái chuyện lùm xùm ở trên mạng á. À. Vậy là bảy có đúc kết lại được không cái dù cái chuyện gì không bảy? Bảy đúc kết lại là nó cũng giống như vậy thôi. Dạ. Nó tại vì chị chỗ nào nó cũng đâu có hết đâu. Dạ. Chỗ nào đi tới thì người ta cũng giờ, nhưng mà có một cái là bởi vì bữa nay không có một cháu nội có bảy ở đây. Dạ. Chứ nếu có cháu nội bảy ở đây là con nhìn đem con đưa lên cái rồi là người ta sẽ công nhận là cái là hoàn toàn là coi như là ổng chỉ là không có hết. Dạ. Là bởi vì để nó cứng như là cái cục sắt vậy đó. Dạ. Nó bình thường thôi chứ nó không có lại gì hết trơn á. Như là cái hên là lúc đó bảy cũng nhận ra là nhận ra hết là tận mắt của bảy. Tận mắt cho nên là bảy cũng dừng lại kịp lúc luôn. Bảy nói là rồi từ ngày bắt đầu mới đi lên trên ổng tới bây giờ luôn là toàn bộ nói chung là không có bắt tới cái clip của ông Võ Hoàng Yên nữa. Dạ. Là mới không coi, tại vì ổng đi tới đó mình bắt tên thì ổng đi tới đó nè, ổng ăn cần bệnh nhân nè, rồi ổng tới ổng thăm hỏi nè, rồi ổng vuốt ve nè, rồi thí dụ như ổng trị bệnh xong rồi ổng hỏi cả cái gia đình của cái người mà ổng trị bệnh nè, ổng ăn cần. Còn mình đi vô tới đó có gì đâu, cũng như là một hạt cát nó nằm ở ngoài ở giữa mấy. Giống như là người nổi tiếng giàu thì ổng ăn cần, còn như bảy là không, đúng rồi. Dạ. Rồi cũng như là ổng chị cho mình nhỏ xong rồi hồi chưa chị thì mình cũng ngồi cũng một cái góc bên đó. Dạ. Ngồi dưới đất đó, còn mấy người kia thì người ta cũng có ghế người ta ngồi rồi này kia, thì nói chung là mình cũng theo ngồi trên ghế thì mình chen lên mình ngồi cũng được, nhưng mà dạ. Có nhỏ bảy mới ngồi dưới đất, ngồi dưới cái góc vậy đó. Xong rồi người ta chừng trị bệnh rồi thì mình cũng ngồi cái góc đó chứ ổng cũng đâu giờ ngó tới mình, nhưng mà khi mà ổng nói chuyện rồi này kia thì ổng tiếp chuyện với mấy người kia. Dạ. Cũng như là ổng tiếp chuyện thì nói chuyện với cái người nổi tiếng là như chứ với mấy người mà với cái ông mà mấy nói là diễn viên điện ảnh đó. Dạ. Ổng nói chuyện với ông kia thì cũng thao thao bất thiệt, nói chuyện ổng kể gì ông Lê Bình rồi này kia kia. Dạ. Nọ rồi kể những cái người khác rồi này kia vậy đó. Dạ. Thì ổng kể với lắm luôn, rồi nói chuyện với ông thầy Thích Minh Giác thì ổng cũng nói chuyện thao thao bất thiệt mấy người mà mấy cái cô mà đi lợi mà mình nói là sang trọng đó. Yeah. Thì ổng có nói chuyện thao thao bất thiệt, nhưng mà riêng về như mình rồi này kia thì ổng có nói tới. Yeah. Nó là như vậy đó. Rồi đi về rồi bắt đầu rồi bảy mới thất vọng, nói chung là bảy thất vọng luôn. Rồi tới bây giờ luôn là bảy không có nghĩ tới nặng cái nào để coi ông Võ Hoàng Yên rồi để mà mình liên hệ ở đâu mà mình. Yeah. Gặp ở đâu nữa. Nếu mà gặp đó thì bảy đi, mà ở gặp rồi thì bảy cũng đi rồi, hoặc là đi ở chùa Cầu Trắng thì bảy cũng đi rồi thôi. Bảy thất vọng rồi thôi, rồi bảy không có đi nữa. Yeah. Từ đó tới giờ luôn là bảy
phải nghĩ là thôi đi, cũng như là mình thất vọng rồi, là cũng như là một cái ngọn đèn đi mà nó đang cháy bừng lên để mà mình tôn ổng lên một cái cao thật là cao, nhưng mà khi tới gọi cái rồi là tự nhiên cái nó tắt mất tiêu, nó không có suy nghĩ gì tới ổng hết. Nó là như vậy đó. Còn những thông tin gần đây á gì trên mạng xã hội thì nói là ông Võ Hoàng Yên lừa đảo có đường dây tổ chức con gì đó, thì như sự kiện gì trực tiếp đi gặp rồi, rồi gì có suy nghĩ là giống như cái trường hợp người ta nói lừa đảo là có không gì? Cái đó là mình không có biết, nói chung là mình không có nghĩ như vậy, bởi vì mình người ta không có lừa đảo cái tiền của mình, thành ra mình không biết. Bởi vì bảy thì nói chung là đi lên là ổng chỉ chị là chị trong cái từ thiện thôi, cái mà mình đi với ông Thích Minh Giác đó là cũng như thầy của ông Võ Hoàng Yên này, thì chị rồi cũng như đệ tử của ông Thích Minh Giác, thì cũng như ổng nghĩ là như là bạn bè rồi này kia gì, thì ổng chị vậy thôi chứ còn ổng mình chưa thấy là ổng ăn tiền, nhưng mà là thấy những cái người nổi tiếng thì tới, thì cũng như ổng cũng niềm nở rồi này kia thì mình biết vậy thôi, chứ còn cái mà ổng là bị gì mình đâu có thấy ổng ăn tiền đâu mà mình nói là ổng lừa đảo, thì cái đó thì nó sai với cái lương tâm của mình nói đi. Là bảy không biết, nhưng mà biết là ổng coi mình không có trọng. Nói thẳng tiếng là không nhiệt tình, giống như không nhiệt tình như là trong video. Clip mà mà trong mấy cái video mà chiếu lên mà để mà ổng chỉ bệnh người coi cái người nghèo rồi này kia kia nọ, là cái đó là nó không có giống gì thôi. Nó khác hơn cái đó. Còn cái mà nói cái lừa đảo thì mình coi như mình không có bị trong, mình không mình phải nạn nhân, mình chỉ có bị cái bao nhiêu tiền đó thôi, rồi bắt đầu mình dừng lại, mình thấy là coi như là nó không có đúng với cái sự thật này rồi, thôi tự động mình rút chân ra là mình không đi nữa. Vậy là bảy cũng nhận ra sớm là bảy cũng là cái đó, là bảy nói thật sự luôn. Cái đầu tiên là bảy nói hả, là bảy nói nếu mà chị bệnh mà hết mình đeo đó là không có, là bảy bán cả cái tài sản của bảy dột cho bây giờ cái đó là nếu mà hết là bảy sẵn sàng rồi, bảy sẵn sàng luôn, bảy bán luôn cái sự nghiệp, cái gì của bảy có là bảy lo cho cháu nội của bảy đi, rồi nó cho nó bình thường như báo đứa trẻ khác, rồi tới chừng đó rồi đó, rồi mình từ từ mình làm lại cũng được. Nhưng mà cuối cùng đi lên chẩn rồi là bắt đầu là bảy không có hy vọng nữa, rồi từ đó rồi bảy không có suy nghĩ cái mong luôn, mà để mà sau này rồi mình gặp ông Võ Hoàng Yên để trị cho cháu mình nó hết bệnh rồi đồ này kia kia nọ, bảy không nghĩ tới nữa. Là bây giờ là coi như là cháu mình bệnh thì bây giờ mình cứ lo cho nó ăn nó uống, nó mình sống bình thường đi, còn cái chuyện như nó sống với mình được bao lâu thì mình lo cho nó bao lâu. Nó như vậy thôi, chứ bảy không có nghĩ tới một cái mà để mà ông này mà ổng trị cho hết bệnh này kia kia nọ nữa, thì là phải biết là nhiêu đó thôi, chứ còn cái mà nói lừa đảo này kia thì bởi vì mình chưa có đưa cho ổng đồng bạc nào hết, thành ra là mình cũng không có kết luận cái đó được. Nó là như vậy đó. Thôi thì cũng cảm ơn dì rất là nhiều ha. Đã chia sẻ những thông tin. Thì đó là cái phần đó là bạn phải biết bao nhiêu đó. Là bảy chỉ cái thông tin thì bảy chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Còn cái mà trên mạng mà người ta đăng lên là nói là lừa tiền, lừa đồ này kia nọ, bán thiếu 5 triệu, 10 triệu là cái đó là mình không có thấy. Bởi vì đi lên trên này là cái lên ngay nhà riêng của ổng luôn mà. Ngay chân nhà riêng chứ không có cái nơi nào mà ổng làm ở chùa hay là cái điểm mà ổng hẹn gì hết á. Là cái đó là ngay cái bữa mà bảy đi qua gặp ổng đó là hình như là từ ở Canada ổng bay về đây, ổng bay về sân bay Tân Sơn Nhất đó, rồi ổng mới về đó. Ổng về đó là tối đó là ổng ngủ đó, rồi sáng là ổng gặp ông sư Minh Giác á. Là cái đó là nói là ổng từ nước ngoài ổng về. Mà gặp thì cũng gặp cái nơi nổng thôi, chứ cũng không có gặp đệ tử ổng gì hết á, gặp ổng ở nhà riêng có nơi nổng à. Dạ, như vậy thì bây giờ cũng may cho dì ha, dừng đúng lúc. Bây giờ dì cố gắng tập trung lo cho cháu mình thôi, ăn uống thôi, chứ dụ mà theo để trị bệnh thì thôi cũng không giác lời hay gì. Phải không có nghĩ tới đó nữa. Trước khi mà là 727 ao ước lắm luôn, 7 hả điện thoại hoài luôn, người kêu một con nó điện. Trời ơi mà nó điện chừng trăm cuốc ngàn cuốc nó điện hả, có được đâu. Không được, không liên hệ được. Không liên hệ được luôn. Nói chung là điện là không liên hệ được luôn, mà lên á thì giờ cho cái. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video. Nhờ cô chú anh chị đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để nhiều người cùng biết nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ.